hàng ngoan không? Đồ của mẹ con đưa bà đi đem em đồ mẹ cắt nha. Đồ của mẹ đồ ấy. Nè bà có mua trái cây cho hai đứa ở nhà ăn nha. Nhà này, nào mẹ mẹ với lại mấy hai đứa đi với nhà đi. Đi vô giường với mẹ. Đi vô giường đi con. Đi vô giường với mẹ. Đi con. Đi đi con. Cho hai đứa ăn này.
ăn đi. Mà cả nhá. Đi ăn đi con. Con ăn đi, à con ăn đi. À, con ăn đi. À con ăn nữa hả? Ừ, ăn. Vào đây nha. Đây. Mẹ mẹ ăn cái này rồi con ăn đi. Ăn đi nhá. Ăn từ từ nữa con. Mẹ ốm rồi. Ăn từ từ nữa nha. Hay đứa ở nhà ngoan không? Ừ. Hay đứa ở nhà ngoan không? Hả? Ừ. Ừ. Ăn không? Cái thằng này không? Ăn đằng hàng không? Ăn đi. Hả? Ừ. Cho mẹ nằm nhé. Ăn được không? Ủa. Ăn được không? Thank you.